Oh, yeah.
cái trận đầu tiên à? Hai trận đầu tiên à? Trận hai đi chứ. Thua hai trận rồi, hết rồi. Cơ hội mà. Hội cái gì đó? Thắng hai trận nữa. Không đánh. Sao mà đánh được hai đôi kia? Không biết là Hà. Hà, Trần Thảo rồi nhé. Mất đường. Hỏng nhiều quá. Oh.